Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu? Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc, không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Bao chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó, nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ, gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ, con đường màu xanh nơi có anh và em. Dạ, lời nói đầu tiên cho em xin chào mọi người ở khán phòng, chào quý vị khán giả đang xem trên màn nhỏ, chào cô Hồng Vân, chào chú Huyền Linh, chào bạn gái bên kia. Em tên Đoàn Diệu Hòa, năm nay em 26 tuổi, em lớn lên và học tập sinh ở thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của em là thủ kho ở Tân Phú. Còn em? Dạ, em xin chào chị Hồng Vân, anh Quỳnh Linh, bạn trai bên kia, gia đình hai bên và quý vị khán giả. Em tên là Lê Thị Bích Hà, năm nay 26 tuổi, quê ở Đắk Nông và hiện tại đang là quản lý khách hàng tại công ty chuyên thi công nội ngoại thất tại quận 12 ạ. Những cái khuyết điểm như ưu điểm của em là gì hả Hà? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không uống rượu, chỉ uống được ít bia thôi. Một ít bia của em là mấy chai cưng? Tầm 3 chai chị. Cũng được. Dạ vậy nếu mà anh uống thì chắc em đưa anh về quá. Dạ em uống cỡ 5 chai rồi. Dạ em rất dễ đồng cảm người khác, hay vô quậy nhà bếp của mẹ cũng quậy được vài ba món. Mỗi lần em bày ra gì là mẹ em la trước rồi, xong rồi em nói hồi là mẹ em cũng làm giùm em luôn. Có lần em làm chè nhãn nhục hạt sen á, cái em làm không biết làm sao mà nó ngọt quá, cái em bỏ muối vô. Gì kỳ vậy? Em bỏ muối vô cho nó bớt ngọt, cái hồi em ăn không được luôn. Nấu nhãn nhục ăn xong cũng thấy nhục nhục. Ừ, mà bạn nói cái đó là ưu điểm của bạn. Ưu điểm đó. Hay làm trò, rất thích hát mọi lúc mọi nơi luôn, hát trong toilet hay đi tắm, rồi em rất hay thích hát là lúc mà chạy xe á. Em hát thử đi, hát luôn đi. 2, 3. Từng là hơi ấm bên đời, giờ là cơn gió ngang trời. Mọi người xung quanh thấy nhau cho tôi biết cô thắm không về nữa đâu. Đằng tròn niềm tin sai người, giờ này ai không ai cười. Thề hẹn làm chi để rồi bỏ đi. Yeah, yeah. Hay mà, hát hay được mà. Rồi, xin mời đàn gái. Dạ. Em biết hát không em? Dạ em cũng có hay hát khi mà đi tắm hoặc là cũng chạy xe. Dạ em thích làm thơ, thích thả thính. Dạ em có bài thơ ở đây, xíu nữa em mở rèm ra em đọc luôn. Vậy hả? Dạ. Thôi em hát đi, hát trước đi, hồi đọc thơ sao? Nếu như ngày anh bước đến thì em sẽ yêu thương anh. Thì nói với em chân tình, trái tim đừng làm em bối rối. Biết đâu khi ngày mai thức dậy, yêu thương kia mong manh tựa cơn gió bay qua. Hay quá vậy. Bên đây là rất thích hát trong nhà tắm. Bên kia có thích tắm vừa hát không? Dạ vừa nghe nhạc vừa tắm vừa hát. Vậy hai đứa đi tắm hát đi. Hào nước lắm. Em gái có tật xấu gì không? Em có tật xấu gì? Dạ em cũng hơi nóng tính một chút. Có hay ghen, có lên Facebook soi tới công ty họ hàng luôn. Em yên tâm, 21 mà có gì anh đưa Facebook cho em luôn, em khỏi lo. Chẳng những em đưa Facebook cho bạn gái, em đưa Facebook ba mẹ ông bà cho bạn gái luôn. Dạ chỉ cần anh tìm, anh có thể chia sẻ với em thôi thì em sẽ không soi đâu ạ. Cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em là ai? Dạ em có coi chương trình Runman của Hàn Quốc. Thì cũng có hình tượng giống như một số anh ở trong đó. Có phải là Lee Kwang Soo không? Dạ cao cỡ anh Kwang Soo. Rồi sao nữa? Cơ bắp giống như anh Jungkook. Và hài hước giống như anh chú Vua Giê-xúc á. Cỡ ba người nói cộng lại là được. Nói chung là cả ba anh luôn là su cu cúc. Cu cúc. Em thuộc su cu cúc vậy là em thuộc. Em có hài thôi. Có hài hước chứ. Được không được. Em? Dạ cũng được. Mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Nói cho chị Hồng Vân nghe nào. Dạ mẫu người lý tưởng của em là bạn nữ có tóc dài qua vai. Tóc dài qua mắt vai. Mắt to, da trắng. Nói chuyện hoạt ngôn xíu để nói chuyện được nhiều với em hơn. Hoạt ngôn, nãy cũng hoạt ngôn rồi đó. Dạ. Gì nữa? Chiều cao không quan trọng. Mét được không?
Không, được không? Được phải không? Ờ vậy được. Nó không quan trọng thì mình đưa xuống mét thôi, coi nó có phản ứng gì không. Rồi bây giờ nè, 26 tuổi, sự nghiệp đã có gì chưa? Nếu như bạn nữ có tiến tới hôn nhân thì sẽ tạm thời ở nhà của em trước. Tại nhà à, em làm dâu trước đúng không? Dạ, ở đây. Nhà em chỉ có ba em với mẹ em thôi. Không dễ ẹt. Làm dâu được không? Dạ, được. Được luôn phải dạ, không? Chăm sóc được, nấu ăn được. Dạ, tại vì em ở quê vô nên là có nhà thì tốt. Có mấy người yêu rồi, trước cái bạn này? Tình trường của em có thời học sinh là năm lớp 8. Lớp 8 đã biết yêu rồi. Ông nói, ông có nói là em yêu đơn phương thôi cô chị. À, đơn phương. Ừ. 4 năm trước em có quen một bạn nhưng mà cũng có 30 ngày thôi. Quen hết con căng rồi hả? Dạ. Có nắm tay chưa? Dạ rồi. Có hôn chưa? Dạ có luôn. Ủa bạn mà... Dạ bạn đó không tự nguyện. Em mỗi lần hôn là em trốn hoặc là em làm gì đó. Em tìm cách để em hôn bạn đó. Em cướp nụ hôn đó phải không? Chứ không có ai cho em. Mỗi lần hôn là ăn tán hoặc là bị véo ở đây nè. Vậy bị tím cắt luôn. Rồi tội nghiệp, hôn con cái mà tán vô mặt rồi nó ngắt nghéo. Em có tán khi người yêu hôn em không? Dạ không, em thích. Cái này không có bị tán đâu. Mấy mối tình rồi? Dạ, tính ra là 2 mối tình nhưng mà không được chính thức cho lắm. Thì tới khi em hỏi bạn đó là bây giờ mình là gì của nhau á, thì bạn kêu em đợi. Nhưng em đợi được 1 tháng thì em quyết định không đợi nữa. Thì sau đó bạn đó có bảo với em là sắp cưới. Trời, đợi lâu rồi, đợi cả tháng luôn á. Đợi 1 tháng. Hai này gặp nhau được nè. Em hình dung một cái người tình lý tưởng như thế nào em? Dạ, em liệt kê thì nhờ chị Hồng Vân kiểm tra giùm em. Cao trên 1m65. Được không? Được, em 6m87 lần. Được. Rồi, 6m87 luôn. Dạ, không bị hô. Chút xíu được không? Chút xíu. Xíu, xíu, công nghệ niềng răng bây giờ dạ, cực kỳ tốt luôn. Mình sửa, không có cờ bạc. Có không? Dạ, không. Rồi, không luôn. Không cờ bạc. Không có đào hoa. Không, đâu có ai đâu đào hoa. Có một cái đặc biệt nữa là phải là đàn ông. Phải là đàn ông. Đúng em mà. Chắc chắn luôn á mình lên. Chắc khẳng định không? Khẳng định luôn. Em nói bản lĩnh nói lớn cho bên kia nghe coi. Em đàn ông em mới lên đây kiếm vợ chứ anh. Trời ơi, bởi vì đàn ông làm sao mất niềm tin quá. Tới mức mà con gái nó phải nói là phải là đàn ông. Bên đàn trai hôm nay em đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp với là một bạn nữ thân của em. Con chào chú Quyền Linh và cô Hồng Vân và chị Hà cũng như là bên đàn gái và toàn thể quý vị khán giả đang có mặt tại phim trường cũng như là qua màn ảnh nhỏ. Gia đình anh Hòa không có sắp xếp thời gian tới đây được á, nên mong là bên đàn gái mình sẽ thông cảm. Con xin tự giới thiệu, con tên là Hồ Cẩm Hằng, năm nay 24 tuổi. Theo em nhận xét chị Hà nha, chị Hà là một người mạnh mẽ với lại chị rất là dễ thương. Dễ thương, em thấy được. Còn về anh Hòa, nói chung là em rất thân với anh Hòa. Có thể nói anh Hòa có rất là nhiều ưu điểm như anh Hòa nói. Anh Hòa là một người biết lắng nghe. Nếu chị là một người phụ nữ nha, được một người đàn ông lắng nghe là tuyệt vời lắm luôn á. Trời, nói chuyện bí mật đàn luôn. Đàn ông ai cũng lắng nghe hết, nhưng dạ, quan trọng họ có thấu hiểu hay không thôi. Đúng rồi, và rất là thấu hiểu. Em nghĩ là cái tâm đức của anh rất là có và rất là cao. Anh ok đó chị. Thì hai anh chị hãy cho nhau một cơ hội. Biết đâu mai mốt mình sẽ đi nhậu chung với nhau. Dạ em hết rồi. Được. Nha. Rồi em dạ, gái đó là em gái sao? Bạn đó có chồng rồi. Nhưng mà em có em gái mưa không? Dạ không, em không có em gái mưa, em gái nắng vậy. Giờ em chỉ có em gái Hà thôi. Em gái Hà đi với ai vậy? Dạ Hà Thính kinh hoàng không? Hôm nay em đi với một đội ngũ hùng hậu. Có ba mẹ, sếp, chị hai, chị họ và các bạn đồng nghiệp nữa. Trời ơi. Rồi. Chào bên đàn gái. Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Nói chung là về nhận xét thì nói chung cảm thấy là khuôn mặt nó cũng khả ái. Về cái cân đối chiều cao thì cũng bình thường. Còn về ưu điểm thì nói chung cái gì mà tao ưu điểm tao phát huy thêm. Còn mà khuyết điểm ta cứ sửa chữa. Theo tôi thì cảm nhận thì cũng được. Dạ. Cái gì chưa được? Có thể góp ý không? Không, có cái góp ý nữa thì nhờ là bên sếp của cháu. Em làm là đồng nghiệp chung với Hà. Quản lý trực tiếp của Hà. Khi mà em nghe hai bạn chia sẻ với mình, cảm thấy hai bạn còn trẻ con á, nhưng mà đặt vấn đề về hôn nhân này kia thì em thấy cái suy nghĩ của bạn này nó còn cần phải tìm hiểu thêm, dành thời gian nhiều hơn nữa. Thì vì quan điểm của em về trong tình yêu á, thì tình yêu tới nhanh lắm, nhưng mà nếu mà theo cái cách bạn chia sẻ thì cái sự thấu hiểu nó sẽ chậm một nhịp. Thành ra là nên dành thời gian nhiều hơn nữa để tìm hiểu, để làm sao cho sự thấu hiểu nó bắt kịp với lại cái nhìn đầu tiên, cái tình yêu sét đánh mà tí nữa mình gặp ấy. Nhưng mà nhớ là phải chậm và sâu. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Chuyện này chuyện của tụi nó,
ha. Khi nào mở xong nói không? Chú gật đầu là được. Bắt đầu. Này này là em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi, ở lại và yêu được không, yêu được không, yêu được không. Thật lòng này ta chỉ mong bên dòng sông người có nhớ có trong. Anh cũng có bông nhỏ tặng em. Dạ, em cũng có một hộp quà tặng anh. Dạ, anh có thể mở hộp quà ra. Ở trong đây là cái khăn em đang, thì Hồ Chí Minh không được lạnh cho lắm, nhưng mà quê em thì lạnh. Khăn ống mình phải chồng từ trên cổ xuống, trên đầu xuống. Em quà cho bạn đi. Em sợ mắc mít. Chiếc khăn gió ấm này màu cũng nam tính ghê ha. Trước khi em về ghế ngồi, anh có thể hỏi em một câu hỏi ngoài lề xíu được không? Được anh. Theo em á, thì người ta đo khoảng cách trái đất bằng cách nào? Hai người ngồi gần nhau trong bài Minh Hằng với Tim á. Còn anh á, anh đo khoảng cách trái đất bằng cách này nè. Đúng không em? Thì cũng là gần nhau. Đâu bài thơ của em đâu? Dạ đây ạ. Bài thơ này của em có tựa đề là Anh ở đâu, anh ở đây. Em đã được đi các tỉnh miền Tây, ra tận miền Trung, Phú Yên đầy nắng gió. Em đi hoài không thấy anh đứng đó, chậm lại một nhịp, anh đã ở đâu. Bạn muốn hẹn hò đăng ký đã lâu, trước cả thời gian em lặn lội ra Bắc, cọc tìm trâu đi từ Nam chí Bắc. Không cuộc cỡ nhỡ, không thấy cả người thương. Ba chàng trai có ý muốn vấn vương, đã nhiều lần thính bay nơi em đó. Nhưng tim em vẫn đang bật đèn đỏ, mãi chờ anh giờ mới tới đèn xanh. Ôi trái tim yếu đuối và mỏng manh, được bao bọc bởi hình hài mạnh mẽ. Gặp anh đây rồi có phải là ngã rẽ con đường màu xanh nơi có anh và em. Hay quá. Thơ này là em tự viết. Như vậy còn gì để nói nữa đâu, đúng không? Cô gái rất là bản lĩnh nha. Cọc đi tìm trâu khắp từ miền Bắc tới miền Nam luôn rồi đó. Đây, đó, con anh ở đâu? Thì... Đúng rồi, nơi anh ở đây rồi. Xúc động hay không? Chứ hay. Tôi là tôi muốn rớt nước mắt đó, có xúc động không? Dạ cũng có. Cũng có. Có nhiều không anh? Có nhiều. Đọc xong bài thơ giống đơ luôn à. Anh dạ. Nhận thính không? Em thích thả thính và đó là thính. Vậy mình cùng nhau thả thính nha. Rồi, được rồi. Anh có thích đi du lịch không? Anh thích đi du lịch nhiều lắm. Anh đi được nhiều ở Việt Nam hay là nước ngoài chưa? Không, anh thích đi du lịch cùng với bạn gái thôi. Nước Việt Nam mình còn rất nhiều địa điểm rất đẹp mà em chưa đi tới, cho nên em sẽ đi trong nước trước. Em đi Nam ra Bắc rồi, điểm nào anh chưa đi thì để em dắt đi. Dễ thương quá. Hồi nãy anh nói anh không nhậu được á, nhưng mà nếu như mà em đi làm, em gặp khách hàng, xong rồi em có đi nhậu với khách hàng về hơi trễ thì... Nói chung là em chỉ cần báo anh tiếng thôi là được. Giờ giấc khi nào em chuẩn bị về anh sẽ ở nhà anh chờ em. Ok. Em thấy anh sao? Có một chút hơi khác với tiêu chuẩn, đó là bằng tuổi thì em cũng có thích người hơn tuổi em một chút. Nhưng mà nếu như mà anh đủ chững chạc, chín chắn và có thể tìm hiểu em sâu hơn thì... Lên đây thì anh có thể bị khớp, bị quên. Cho nên tính anh cũng hơi trẻ con, nhìn thấy tính anh hơi trẻ con. Nhưng mà nếu mà tìm hiểu sâu thì tính anh rất là quan tâm nhiều người, nhiều thứ. Hiểu được cảm xúc của con gái rất dễ luôn. Em có hơi mũm mĩm á, thì không biết là như nào. Đó về mình tính sau nha. Mỗi đứa sẽ nhìn nhau muốn nói gì với người đối diện. Mình nói thật lòng, mình nói tất cả suy nghĩ luôn nha. Trước khi tới đây á, thì anh cũng có một món quà tinh thần nhỏ dành tặng cho em. Anh cũng làm, đây là món quà tự tay anh làm. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày chờ, tháng đợi, năm mong. Gửi em, người anh sắp yêu. Người anh sắp yêu à, em mập, em gầy, em mũm mĩm, anh đều không biết. Anh chỉ biết là anh sắp yêu em rồi đấy. Anh không phải là những chàng trai trong phim em từng xem, trong những câu chuyện em đọc. Anh yêu em theo cách của anh, cái mà tìm trong phim, trong truyện cũng không thấy. Đi đâu cũng được,
làm gì cũng được, miễn bên nhau là được. Đến trước hay đến sau, tình đầu hay tình cuối, đều là sự sắp đặt của số mệnh. Cái quan trọng là ở đâu, ở bên cạnh ai, ta có thể mỉm cười mà không phải lo âu bất cứ điều gì. Em đọc xong bức thư xúc động đậy này thì nhớ về với anh nhé. Anh sẽ đợi em. Em đừng đi lạc nữa nha. Yêu em. Trời, tôi thiệt á, tôi nghe cái bài thơ này tôi cũng muốn khóc. Án thơ của cô gái tôi cũng muốn khóc. Trời ơi, sao mà xúc động vậy? Cái này là cái này là, các bạn lấy cảm xúc sự từ chân từ... thành đến từ trái tim đó Vân. Thì đó. Hai bạn ấy rất trẻ nhưng cảm nhận hai bạn ấy rất là sâu sắc luôn. Các bạn ấy chuẩn bị trong cái buổi gặp mặt hôm nay rất là kỹ luôn ha. Ở trên dòng đường đời này á, có nhiều rất nhiều bến đổ. Nếu như mà trên đường đời vấp ngã này anh có thể đi cùng với em thì chắc chắn sẽ là một hạnh phúc. Và anh sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Bấm nút hay không bấm là quyền của các bạn. Yêu thương nhau, xem đây là một nửa yêu thương của mình, có thể đi đến hôn nhân thì bấm nút. Nút đã bấm. Và bây giờ chúng ta sẽ đếm 3, 2, 1. Hết thời gian. Tuyệt vời. Anh lúc đầu anh lại đánh giá em là một con người khác. Nhưng sau sao cái, đó cái bài thơ đó thực anh sự anh lại cảm giác rằng suy nghĩ của anh sai. Cảm ơn em đã đem đến những cái giây phút, những cái cảm giác rất là thật, rất là tuyệt vời thế này. Rồi hai đứa nắm tay nhau đi. Bây giờ mình xin phép có chú đó. Dạ ba cho con xin hôn hôn Hà. Con dễ thương đó. Thưa ba liền luôn là xin. Cậu này á, theo mình đánh giá, theo cái kinh nghiệm của mình nhìn đó, cậu rất thật lòng, không có gì gọi là giả dối hết nha. Không phải như những người khác. Tuy mới nhìn mình cứ tưởng cậu này lóc chóc, cậu này một cái gì đó nó gọi là xu hướng thôi. Em ở ngoài là em là một người rất là hoạt bát, em rất thích giỡn và thích chọc phá mọi người. Nhưng mà sau khi em về mỗi ngày á, thì em sẽ suy nghĩ lại những việc mình đã làm, những việc mình đã đi qua. Cho nên nhiều lúc á, em hay cảm thấy em sai nhiều thứ lắm. Nhưng mà em chưa có cơ hội nào để có thể xin lỗi hoặc là làm gì đó tốt hơn. Xin nói xin một tí à, nàng dâu ạ. À, nàng dâu tương lai. Facebook của mẹ là Huê Huê sinh năm 1968. Con nhớ vào để xem và nghiên cứu kỹ xem là mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Hay quá. Dạ, em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và bạn Nam kế bên và tất chào cả em. Các quý vị khán giả. Em tên là Đào Vũ Trân, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là trợ lý kiểm toán. Và em hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê của em ở Sóc Trăng. Sóc Trăng là huyện nào em? Huyện Mỹ Tú. Anh Quyền Linh biết không? Biết Mỹ Tú. Rồi mời bạn trai giới thiệu. Dạ xin chào anh Quyền Linh, em chào chị Cát Tường, em chào bạn nữ, em chào tất cả các khán giả có mặt trong trường quay hôm nay. Em là Bùi Duy Trường, em năm nay 30 tuổi, đã sinh sống và làm việc ở Sài Gòn. Nhà em ở quận mấy? Dạ nhà em quận 7. Rồi em làm công việc gì? Dạ em là kỹ sư xây dựng. Em gái là ở quận mấy? Dạ em ở Tân Bình. Quận 7 Tân Bình ha, nửa tiếng là tới. Rồi ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ ưu điểm của em hả? Vui vẻ, biết lo lắng cho người khác, chơi với bạn là em rất là nhiệt tình. Em biết nấu ăn, biết làm công việc nhà cửa. Khuyết điểm của em là nói nhiều. Em nói nhiều lắm, không biết bạn nam có chịu nổi em không. Đó là khuyết điểm. Dạ đúng rồi chị. Rồi, bạn trai. Dạ ưu điểm của em là em không có nhậu nhẹt. Không gì? Không cờ bạc rượu chè không? Không không. À tụi nó có chứ. Không có thuốc. Không có thuốc. Quá tốt. Em cũng nói nhiều lắm. Hả? Nói nhiều luôn hả? Dạ. Ai nói ai nghe đây? Dạ nói thôi, qua nói anh lại. Nói thì em nghe. Em nói thành nghe. Nhiều lúc không ai nghe mình mở máy thu âm ra nói cho nó nghe. Mình có nhậu nhẹt không? Uống bia không em? Em không biết uống bia chị. Chắc anh phải luyện đi chứ em uống cũng nhiều lắm á. Hả? Là bạn trai không có uống được chai nào hết trơn hả em? Dạ em nhấm môi được chị. À, không có gì đi giao lưu đâu, đâu. Chở bạn gái đi theo để bạn ấy băng rước giùm. Đi theo uống sữa không à? Cũng được.
Tình trường mình thì sao? Trải qua mấy mối tình dạ, rồi? Em trải qua 2 mối tình. Mối tình gần nhất của em là quen được 4 năm. Em mới chia tay cách đây 2 năm. Lý do tại sao chia tay 4 năm là cũng một thời gian khá dài. Kiểu giống như một thói quen á chị. Là cứ đi chơi rồi như vậy thì em không có thấy được cái tình yêu trong đó. Rồi em nghĩ là em không muốn phí thanh xuân. Năm giờ em lên chương trình này em muốn tìm lại thanh xuân. À, coi như không có bạn trai là mất tuổi thanh xuân đó nha quý vị. Phải có tình yêu mới có thanh xuân nha chưa. Rồi, bạn trai. Dạ, em có một mối tình. Dạ, thời sinh viên. Dạ, tới giờ, từ đó giờ em chưa yêu ai. Cái mối tình đó là hai người quen lâu không? Dạ, cũng quen hết quãng đời sinh viên ạ. Nhưng lý do tại sao chia tay? Dạ, em chơi này nọ, không có lo sự nghiệp. Ủa nãy em nói em đâu thấy hư gì đâu mà giờ em hư là sao? Dạ em chơi khác á. Chơi gì dữ hơn hả? Rồi không hẹt không thuốc lá, chơi khác mà ra. Dạ không, em chỉ tụ tập bạn bè thì đi cà phê cà pháo suốt ngày thôi. Vậy đâu phải chơi. Nhưng mà quen mấy năm vậy em? Dạ 3 năm anh. 3 năm. Từ lúc em chia tay bạn gái đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ cũng gần 5 năm nè. 5 năm rồi. Không yêu ai hết. Dạ tại môi trường em đi đồng nghiệp em còn được không anh? Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? À, không sao anh. Em vẫn yêu được con gái mà anh. Giới tính rõ ràng không? Thì rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm xa có ngủ chung với bạn trai không? Dạ có chị. Có ôm không? Dạ lâu lâu. Lâu lâu đúng không? Thì đồng nghiệp anh. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Trời đất ơi, chết. Chết rồi. Để không mà... trời, trời anh chị nhìn giùm em đi. Để chị nhìn, để chị nhìn coi. Ủa, che cái gì? Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Dạ son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Em ngồi thẳng cái lưng lên coi. Men không? Dạ có. Trời ơi dạ có sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời. Trời em bị run vậy. Chết rồi, uống sữa tươi đó chị. Béo tay béo chân vậy. Thôi cái này chị không có dám chắc chắn nha. Cái này em phải tự tính với em. Chị nhìn bên ngoài là chị không dám chắc chắn. Là màu tím. Áo màu tím nha cưng nha. Màu tím. Trời ơi nó nghe nè. Em thích gái không? Trời, có chị. Em thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Sao? Nói chung là biết chăm lo cho gia đình được rồi chị. Với lại ổn định về công việc. Rồi cái đó bên đây ổn định rồi. Về ngoại hình á. Để coi em có chăm chú đến cái ngoại hình người phụ nữ không? Thích dạ. Phụ nữ làm sao? Dạ em quan trọng tính cách hơn vậy. Tính cách thôi. Em tròn lắm nha. Trời, bạn nghĩ... gái bạn gái hơi tròn chút xíu được không? Dạ được chị. Chừng nào đám cưới? Dạ luôn được. Luôn cũng được. Dạ. Đám cưới vợ ở đâu? Dạ ở đây chị. Ở đây là ở đâu? Có nhà chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Chung với ba mẹ? Dạ. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em steam lắm chị. Mẹ em còn nhảy được học ba cả năm sai. Ủa vậy hả? Dạ. Wow, quá dữ quá dữ. Dữ. Được. Đó thì rất là đẹp trai, rất là trắng trẻo. Được chị, hả? Em thích đẹp trai chị. Nhưng mà thì còn cái phần sau thì em phải tự lo. Nói vậy thôi chứ đàn trai. Cái phần mà men đó hả chị? Ừ, em... Không sao, em có máy test ở nhà. Ủa máy test là máy gì em? À, nam, chuẩn men, test giùm em. Máy test chuẩn men? Dạ, có test hả? Có. Bữa nào anh thử anh coi. Thôi anh xác định được 2-3 đứa con gì. Có con chưa chắc là men nha chưa em. Chắc em. Vậy hả? Ta thay đổi theo thời gian chưa chắc nha. Đó. Nhưng thôi. Mà bảo đảm em nãy giờ chọc chàng trai bên đây cho vui thôi. Chứ chuẩn men. Còn sau này thay đổi sao anh không biết. Thôi sẵn anh Linh qua họ. Nói anh Linh nghe em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào. Em nói anh nghe luôn đi. Em muốn tìm mẫu người cao. Mét mấy? Khoảng mét 68 đến mét 7. Em thích mập. Chị vậy? Đã mập ấy là tròn tròn đô con á. Tại vì em mập rồi nếu mà đi với cái người ốm á, tự nhiên nhìn ra số 10 nếu thì đi người ốm ra số 10. Bên, chắc là số 0 không? 2 số 0 không có số 1. Thích gì nữa? Em thì không thích hút thuốc. Rồi yên tâm. Thích phải biết nhậu tí tại vì con trai mà. Kỳ lạ. Có nhiều phụ nữ không thích chồng nhậu mà giờ thích chồng không, nhậu. Không, tại vì nhậu không phải là nhậu say bét rồi. Không lo cho vợ con mà nhậu thì có chừng mực đi xã giao. Nhiều khi hai mấy bạn bè, hai vợ chồng nhắm môi đó. Uống với nhau một ly cũng dễ nói chuyện. Đúng rồi, dễ nói chuyện hơn, có bia vô thì giờ em muốn uống nhiều nó nhắm môi thôi. Nhắm môi lon cũng được. Sao nhắm môi lon, nhắm môi là nhắm môi. Có cái môi vô thôi. Rồi em không thích điều gì người đàn ông? Em không thích gia trưởng. Trời này chắc không gia trưởng nổi đâu. Gì nữa? Em hơi ghen đó nha. Em thấy anh ấy chở cô gái đi em làm gì? Thì về nhà em hỏi. Em hỏi là đi với ai? Nếu mà nó đi với con gái anh nói được rồi, vậy là anh men rồi.
Được, tôi thấy cặp cặp này ổn. Có đi gái là men, còn nếu mà đi nam không à, em hơi sợ. Rồi được rồi, bây giờ hỏi thêm ý kiến người thân đi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ, em đi với xe 16 chỗ ngồi, nguyên gia đình em lên. Tại vì gia đình em nôn lắm chị. Gia đình ở dưới Sóc Trăng lên hả? Đúng rồi. Nguyên gia đình luôn. Đúng rồi chị, rất là có tâm. Này ba mẹ em với cô em. Ba mẹ cô. Bà nội em. Bà nội luôn. Dạ, dạ. Chào nội. Chào cả nhà Mỹ Tú Sóc Trăng. Dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Dạ. Và bạn nam và quý vị khán giả, đây là mẹ của Bủ Trân. Thấy con rể tương lai mình sao? Thì thấy cũng được. Nói thì thấy cũng cũng được là sao? Ở Sóc Trăng mình làm gì cô? Nhà thì bán quán thôi. Bán quán hả? Dạ. Bán quán cà phê. Về phụ bán quán được không? Nói chuyện với cô đi. Cô thấy con sao? Con bán quán được không? Sao đó? Hỏi đi. Hỏi luôn. Ừ, hỏi luôn đi. Dạ cô, em chưa gặp bên kia mà. Thì bây giờ mình gặp người lớn trước nè. Em chào nội, em chào cả nhà. Dạ, cho con về Sóc Trăng bán quán được không ạ? Đây cô em. Cô đúng không? Dạ cô. Dạ, chào cô. Anh chào anh Nguyễn Linh, chào chị Cát Tường. Thấy bạn trai này cũng hợp với chân, thì nếu mà hai người mấy thì cho nhau cơ hội. À. Giờ hỏi kiến người cao tuổi nhất nào, bà nội. Nội đi. Nguyễn cháu chịu, bà nội chịu hả? Không có ý kiến, tại vì mình già rồi. Không có già ý kiến đâu. Trả. Bà nội, hồi xưa người ta có làm mai làm mối giống vậy không? Không. Chứ sao? Thì người ta dắt lại nhà, ta làm mai chứ đâu có là vậy đi. Dắt lại nhà làm mai hả? Nói dắt lại nhà làm mai được giờ chứ. Giờ dắt lên sân khấu làm mai vậy được không nội? Được, thế vậy là tốt đó, đông người vui hơn. Nội có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có chứ, ở nhà cũng có coi. Hay không nội? Hay. Nội coi khoái không? Chú Linh với cô Cát Tường. Dạ. Hay quá, đẹp quá. Dạ. Em trai đi với ai? Dạ em đi với mẹ với một người bác ở quê. Đó, có mẹ nữa ha. À mẹ nhảy Gangnam Style đúng không? Dạ chào mẹ cô. Mẹ xịt tiền dâu lắm á. Xin chào MC Quyền Linh Cát Tường. Dạ. Chào quý vị và các bạn đang xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Tôi là mẹ của Duy Trường. Và hôm nay chúng tôi tới đây là cũng với một mong muốn lớn nhất là thông qua chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò để rước được nàng dâu ạ. Cô nhận xét nàng dâu tương lai như thế nào? Bạn gái đây thì cũng xinh xắn, nhanh nhẹn, hoạt bát. Theo như tôi thấy tiêu chuẩn như thế này gọi là đủ rồi. Vậy nên là Trường con cứ xin phép gia đình bên gái để được hẹn hò. Rồi nếu sau này mà có con và tâm đầu ý hợp và có duyên thì mình sẽ dẫn tới hôn nhân. Nhưng mà lúc nó đám cưới cô có nhảy Gangnam Style không? Dạ có, lúc nó đám cưới cô có nhảy. Bây giờ sẵn lâu lâu dưới Sóc Trăng ta lên nó nè. Đàn trai mở lời trước đi. Mình đại diện đàn gái đứng lên đây đi. Hai bà thông gia tương lai có thể đứng lên. Nhân tiện đây được cũng thông qua chương trình thì tôi cũng muốn xin phép để gia đình với gia đình bên gái để cho hai cháu nó tìm hiểu. Nếu trong quá trình tìm hiểu mà các cháu nó tìm hiểu nhau mà nó ưng thuận nhau thì mình sẽ nói chuyện mà dẫn tới hôn nhân. Rồi. Xin nói thêm một tí nàng dâu ạ. Nàng dâu tương lai. Facebook của mẹ là Huê Huê sinh năm 1968. Con nhớ vào để xem và nghiên cứu kỹ xem là mẹ chồng tương lai của mình như thế nào. Hay quá. Dạ, bây giờ thì con thấy bác cũng vui tính. Đúng là chị tin dâu luôn. Chị tin dâu. Mẹ này rất vui tính. Nhưng mẹ thấy là như thế là ok rồi đấy. Dạ, được rồi, con thấy ok rồi đó. Rồi, bây giờ thì cho hai trẻ gặp mặt nhau đi. Để coi hai đứa nó cảm nhận thế nào nha. Mở rào. Đứng đứng đó, tao tặng quà lại kìa. Ừ, trời ơi. Có món quà tặng anh. Thì ở đây là một cặp nam nữ. Thì thôi bây giờ em cho anh giữ một nam. Thì khi nào mà anh đồng ý nhấn nút thì anh tự tay cắm vào này thì mình là một đôi. Rồi ý nghĩa của cái món quà bạn trai tặng cho bạn gái là gì? Tự nhiên tặng con chó. Yêu nhau mới đầu tặng con chó là sao cưng? Nói cho bạn gái biết đi. Đứng hay ngồi anh?
Hả? Đứng hay ngồi? Muốn đứng đứng hay ngồi, ngồi muốn nằm nằm. Tùy. Dạ em thấy nó dễ thương em mua. Hả? Anh thấy nó dễ thương anh mua. Dạ anh, em tưởng chó anh. Anh mua hộp rồi đó. Em thích món quà này lắm. Coi như là ý anh nói tối em ôm con chó ngủ nhớ tới anh đó. Nhìn nó nhớ tới anh. Nhìn anh nhớ nó. Trước khi mà anh thấy mặt em á, thì em nói chuyện á, thì anh nghĩ em thế nào? Và sau khi thấy mặt em thì anh thấy em như thế nào? Có khác nhau không? Gì gái gái móc móc gì vậy trời? Nói đi. Thấy đâu gì khác đâu. Ý là anh nghĩ như thế nào về em á? Anh thấy em đúng là nói nhiều. Mà em nói anh nói nhiều đâu, em thấy anh nói ít mà. Tùy lúc mà anh lầy lắm. Dạ em thấy anh chắc hợp á anh. Tại em cũng lầy lắm. Em biết nói gì nữa. Anh chỉ thôi gì để em nói đi. Em thì thấy anh hả? Cũng được. Em thì cũng tròn tròn, em thích người tròn tròn. Test cái vụ nãy tôi nói kìa, có men không? Em ở nhà thì em có cái máy test. Thì ví dụ như sau khi anh bấm nút á, thì về em cho máy anh test. Anh chịu không? Chắc được. Chắc được. Anh có tự tin dạ, mức độ men của anh khi mà vào máy test không? Chắc chắn rồi. Tiện thể anh mượn luôn. Dạ. Anh về anh test mấy bạn anh luôn á. Dạ. Nó chơi với anh đùa lắm. Nói đi chứ để người ta nói hết, không tìm hiểu gì trơn hả? Em quan điểm về tình yêu sao? Rồi mình hẹn hò sao? Mình một ngày em rảnh giờ nào qua đứa em đi chơi. Thế em quan điểm thế nào về tình yêu hả? Em thích người chân thành. Khi mà chân thành á thì về chung một nhà thì mới có thể xây dựng được cái một mái ấm gia đình. Anh cũng vậy. Anh lãng mạn không anh? Có. Lãng mạn như thế nào anh? Không biết nói sao nữa mà lãng mạn lắm. Thôi anh thể hiện đi. Đợi sau chương trình này anh thể hiện cho em xem. À đợi. Ai thể hiện người ta mới bấm nút thì mới có sao chương trình. Chứ không thể hiện người ta có bấm đâu mà chương trình. Dạ mẹ nói bấm nút rồi. Nói cho vui thôi. Giờ phút cuối người ta vẫn thay đổi. Em hỏi coi bây giờ em rảnh lúc nào? Anh có thể chở em đi chơi rủ đi đâu đó. Em thời gian rảnh của em là lúc nào ạ? Em thì rảnh thường thứ bảy chủ nhật. Anh lúc nào cũng rảnh á. Khi nào em rảnh thì anh sẽ sắp xếp được. Khi nào em rảnh là anh rảnh đúng không? Dạ đúng rồi. Ủa? Nếu vậy thì em cũng rảnh nhiều lắm á. Em làm chủ hay sao? Lúc nào cũng rảnh rảnh. Không, em sắp xếp được công việc của em. Hỏi em thích đi đâu, thích làm gì? Em thích đi đâu? Em thích đi xem phim, shopping, em thích đi dạo. Với là anh có thích đi du lịch không? Anh rất là thích đi du lịch rồi, nhưng mà anh chưa đi đâu. Tại vì anh nghĩ là những cái địa điểm du lịch đó anh sẽ đi với người mà anh yêu thương. Còn... Rụt rè quá. Bây giờ thôi hát một bài hát tặng bạn gái đi nè. Tỏ tình. Chứ giờ sao tao bấm nút được trời. Đứng dậy kìa, mẹ nhắc tuồng ở dưới kìa. Trời ơi, đứng dậy hát tặng bạn gái một bài. Đúng rồi. Vậy em hát một hai câu thôi. Rồi, được, cũng được nữa. Trời đất ơi. Từ. Nó thở ra không gì trời. Như chưa từng có những phút lìa xa, dẫu gương mặt em trên vai anh khóc òa, những con đường xưa em đi rồi cũng đưa anh về bên em. Anh gái hát được không? À được, nhưng mà cũng hát dở lắm anh. Thế nó, người dân quê tôi Sóc Trăng đã bao mùa dầm mưa dài nắng. Đó. Hát đi em, tặng bạn trai đi. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, ngày tháng mới yêu đẹp ơi biết bao nhiêu, em sợ ngày buông lại mang tình đi mang. Bây giờ thời gian đã hết rồi các bạn. Em có thể nói một câu gì đó với bạn gái đi em trai. Nắm nút. Câu nói nhanh nhất rồi anh. Đúc kết nhanh quá nha. Bấm nút ha. Tôi là suy nghĩ kỹ lại nha, chứ tôi là nghi ngờ giới tính ông này lắm đó nha. Nãy giờ tôi vẫn còn nghi đó. Điều gì xảy ra sau 3 tiếng đếm? Các bạn nhắm mắt lại, kiểm tra lại con tim của mình. Rất quan trọng các bạn nha. Chuẩn bị. 1 2 3 Chúc mừng. Đó, nắm tay nhau đi, cái khúc này mới là đàn ông hay không nè, nắm tay đi cưng. Xin phép nội.
ba, mẹ, cô, gia đình nhà gái. Dạ, con xin phép dạ, nội, cô, với gia đình nhà gái cho con, được hẹn hò với em. Ông hung là ta nói mình không có chuẩn men đó. Bài Tết ban đầu phải xin nội chứ, em thì cho rồi mà xin nội mới được. Dạ, nội cho con hung bạn cái. Một cái thôi nội. Đó, nội ban đầu rồi đó. Cái gì vậy? Làm như hửi vậy. Hửi mà ta gội đầu chưa hả? Dán cái mái tóc ta lên, hung vô má đàng hoàng. Làm lại. Mình men, men, men. Má đàng hoàng. Có dán nhẹ lên. Thấy ông hung mà tôi bọt gì đâu á. Thấy thấy sao? Kỳ kỳ. Kỳ kỳ trời ơi. Chết rồi. Sao kỳ? Hung mà là kỳ kỳ. Đông ngại quá, chưa hung. Ngại hả? Nhưng có thấy hít vô hay có hít không hay là thở ra? Hít vô với anh. Hít vô hả? Thấy có cái gì? Thơm. Thơm hả?